đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là Coin 98 Super App. Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường. Chỉ với một ứng dụng Coin 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví Multi Chain, hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích, giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi. Hãy tải ứng dụng Coin 98 ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh. Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của Coi 98 Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua à, nói tới à, BTC đi Thì các bạn đã thấy được là đối với lại Bitcoin đó Trong vòng thời gian là từ tháng 5 tới bây giờ Chúng ta có thấy được là rất nhiều những cái sự kiện xảy ra dẫn đến rất nhiều BTC đã được bán Vì nhiều lý do có thể là cần tiền mặt, có thể là bị thanh lý Vì nhiều lý do nhưng mà tổng cộng ước tính từ ngày 12 tháng 5 tới bây giờ trong vòng chỉ 2 tháng thôi mà chúng ta đã thấy được là có 236.237 BTC đã bị bán trong thời gian chỉ 2 tháng. Nhưng mà chúng ta thấy được là giá có xuống hay không thì đương nhiên đã đi xuống rồi. Nhưng mà chúng ta đã thấy được là giá đi xuống tới một mức nào đó thì lại có cái sự hỗ trợ bởi nhiều người đầu tư dài hạn, nhất là những mức như là trên 20.000 đô như thế này. Chúng ta thấy được là có một thời gian ngắn giá BTC đã bị đẩy xuống dưới mức là 20.000 đô và tôi nghĩ đó khả năng cao lúc đó là cái lúc mà Tesla bán lúc đó chúng ta đang gặp nhiều sự cố liên quan tới Toro chúng ta gặp những cái sự cố liên quan tới celsius nhưng mà bây giờ chúng ta lại biết được là một trong những đơn vị bán nhiều đó chính là tesla cùng với là những thợ đào hồi tháng 6 đẩy giá xuống từ 28.000 còn khoảng chừng là 17.000 nhưng mà sau đó nhanh chóng đã đẩy ngược trở lên và chúng ta vẫn tiếp tục trên 20.000 đô thì điểm bây giờ sau khi chúng ta đã trải qua một trong những cái thời kỳ đổi thuận là có con số cực kỳ kinh khủng được bán ước tính là 236.000 chúng ta vẫn trên 20.000 đô hiện tại ngoài chi thông tin lạm phát ra đây chúng ta cũng còn có một số những thông tin khác mà thường cũng cảm thấy được là có một chút xíu những cái sự lạc quan thứ nhất là chúng ta nói tới một trong những bài viết được chia sẻ bởi Condes đi thì trong bài viết này đó uh, nói là Texas là một trong những tiểu bang ở Hoa Kỳ thì muốn là trong cái bản tuyên ngôn nhân quyền của hoa kỳ hay còn gọi là bill of rights thì trong bản tuyên ngôn này đã có thêm một phần là cái quyền tự do sử dụng phương tiện thanh toán mà người dân cho là hợp lý đương nhiên trong cái quyền đó cũng sẽ có quyền được lưu trữ và sử dụng tiền kỹ thuật số nhưng mà điều này không phải là cái điều mà quan trọng nhất cái điều thường cảm thấy được là thú vị hơn đó là bên dưới này đó chính là một lời nói của nghị sĩ ted cruz thì đây là những cái tài liệu thường chia sẻ với các bạn không phải là về chính trị nhưng mà nó có cái sự ảnh hưởng đến crypto cho nên phải chia sẻ để các bạn hiểu hơn chứ còn về chính trị thì channel này sẽ không có đi sâu đâu nhưng mà điều chúng ta thấy được đó là trước đây thì thượng nghị sĩ ted cruz cũng đã từng chia sẻ là muốn texas trở thành trung tâm của thế giới cho bitcoin và crypto thì tại sao mà Texas Cruz lại muốn như vậy? Chúng ta cũng đã thấy được là đây không phải là chỉ riêng crypto đâu Mà đã một thời gian đó, Texas là một trong những tiểu bang mà muốn thu hút rất nhiều những công ty công nghệ đến Giống như chúng ta thấy được là trong thời gian gần đây đó, năm 2020 tới bây giờ Chúng ta đã có những công ty như là SP cũng đã chuyển đến Texas, Oracle, ABC, FireTrail, DZS Incorporated hay là Question Pro cũng đã chuyển tới Texas từ Cali. Và một số những công ty lớn khác đó, tuy là chúng ta thấy là chưa có chuyển hết tất cả qua Texas. Nhưng mà cũng có những cái công ty lớn như là Tesla cũng đã mở à, một cái nơi làm xe lớn ở Austin. Chúng ta cũng có những cái công ty khác như là Splend CEO cũng đã chuyển đến Texas để mà ở. Cũng như là Drew Houston cũng như vậy của Dropbox Thì tại sao lại như vậy? Tại sao sự lại muốn thu hút nhiều công ty công nghệ và đương nhiên crypto đó cũng không ngoại lệ Crypto vẫn là một cái ngành công nghệ mới đang được phát triển Thì đương nhiên tại vì để phát triển tiểu bang này chúng ta cần phải có công an việc làm, cần phải thu thuế, cần phải thu thêm nhân tài Thì đương nhiên khi mà có những công ty này đến thì sẽ thu hút thêm nhân tài, sẽ có thêm thuế để thu chúng ta thì được là những công ty công nghệ như là crypto đó thì những công ty đó cũng có thể tới taxis để họ có thể mở xưởng à, để mà đào btc họ có thể mở công ty bitcoin vân vân thì đương nhiên sẽ dẫn đến là họ sẽ có công an việc làm cho người dân ở đó và thành phố cũng như là tiểu bang taxis cũng sẽ thu được thêm thuế sẽ càng ngày càng giàu mạnh hơn nhưng mà điều mà Thùng muốn chia sẻ đây đó, ngoại chia này ra chúng ta cũng đã từng nhớ một trong những cái bạn thống kê Thùng chia sẻ với các bạn từ năm 2020 thì những nghị sĩ nào ở quốc hội ủng hộ Bitcoin Crypto, thậm chí là trade Bitcoin và Crypto. Chúng ta đương nhiên có liên quan riêng đến Crypto đó chúng ta có Ted Cruz, Pat Toomey. Điều mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn đó là trong cái dấu ngoặc này đó các bạn có thấy cái chữ error không? Chữ R này đó là đại diện cho Republican Có nghĩa là đây là ký hiệu Ted Cruz là người của Republican tiểu bang Texas Thì chữ R này đó là đại diện cho đảng Cộng Hòa Chữ D là đại diện cho đảng Dân Chủ Thì điều chúng ta thấy đó là ủng hộ riêng crypto đó chúng ta có Ted Cruz, Pat Toomey, Cynthia Lummis, Michael McCaul, Madison Cawthorn, Kenny Merchant, Mark Green, Felix Moore và Michael Watts. Các bạn có thể thấy được đó là có một điểm tương đồng ở đây đó chính là tất cả đều là người của Đảng Cộng hòa. Thì cái tôi muốn chia sẻ ở đây đó là tuy là chúng ta cũng đã biết là crypto đã được ủng hộ bởi cả hai đảng Cộng hòa và dân chủ. Chúng ta cũng đã biết là những cái nghị sĩ như là Tristan Gillibrand cũng là một trong những người của Đảng Dân chủ rất ủng hộ crypto và cũng đã cùng với lại Senator đưa ra một cái đề xuất dự luật của crypto lớn nhất mà chúng ta đã từng biết. Nhưng mà cái mà tôi muốn nói đây đó là không phải là đảng dân chủ tốt hay là đảng cộng hòa tốt cái thông muốn nói đây đó là nếu như chúng ta nhìn thời điểm ngay bây giờ thì cái số lượng người mà ủng hộ crypto đó là phần lớn vẫn đang nghiêng về đảng cộng hòa hiện tại điều này đó tại sao mà lại muốn chia sẻ với các bạn tại vì chúng ta nên biết đó là tháng 11 này ngày 8 tây sẽ là cái ngày mà bầu cử giữa nhiệm kỳ thì bầu cử nhiệm, kỳ là gì? Đó chính là bầu lại cái số ghế ở Thượng viện và Hạ viện để hiểu chi tiết hơn đó là khoảng chừng 34 ghế ở Thượng viện là sẽ được bầu lại có nghĩa là khoảng 1 phần 3 à, và tất cả ghế của Hạ viện sẽ được bầu lại là 435 ghế tổng cộng ngay thời điểm bây giờ ra thì chúng ta có thể thấy được là sau cái bầu cử năm 2020 thì chúng ta nói tới trước hết là ở thượng viện đi, thượng viện thì có 100 ghế tổng cộng. Bây giờ đó thì Đảng dân chủ chiếm 48 ghế, Đảng Cộng hòa chiếm 50 ghế, còn hai ghế này đó là hai ghế ở cái Đảng tự do Independent. Thì chúng ta có thể hiểu là cái con số giữa dân chủ và cộng hòa đó ở thượng viện đó thì nó gần như sắp xỉ với nhau và khi mà có bất cứ một cái cuộc bỏ phiếu nào mà hai bên ngang hàng với nhau giống như là 48 48 đi thì cái người mà có thể bỏ phiếu để quyết định cái xu hướng đó đó chính là phó tổng thống và hiện bây giờ đó chính là Kamala Harris. Thì các bạn đã biết là phó tổng thống là người của Đảng dân chủ hiện tại. Cho nên chúng ta thấy được là ngay cả ở thượng viện nó cũng gần như là 50 50 rồi. Nhưng mà ở hạ viện thì lại khác. Hạ viện chúng ta thấy được là có tới 220 ghế là thuộc về Đảng dân chủ, 211 ghế đó là thuộc về Đảng Cộng hòa hiện tại. Lý do tại sao mà tôi muốn chia sẻ điều này với các bạn là tại vì chúng ta sắp sửa thấy cái cuộc bầu cử trở lại và rất nhiều những cái người bình luận bây giờ nói là khả năng cao là chúng ta sẽ thấy là đảng cộng hòa sẽ có thể chiếm được ưu thế nhiều hơn ở thân viện và hạ viện đương nhiên đây là ước tính mà thôi chúng ta sẽ không biết kết quả đâu cho nên sau khi bầu cử mới biết được Thường cũng không phải là một người mà chuyên về chính trị hay là phân tích chính trị Cho nên cũng sẽ không thể chia sẻ thêm với các bạn Thường chỉ có thể chia sẻ nếu như đó là sự thật đó Mà chúng ta lại thấy được để đảng Cộng Hòa thường là những nghị sĩ mà ủng hộ thị trường crypto Thì điều mà chúng ta muốn thấy là đảng Cộng Hòa chiếm ưu thế hơn của cả hai viện này Tuy nhiên đây là chúng ta nhìn vào góc cạnh rất là nhỏ Đó chính là góc cạnh của thị trường crypto mà thôi Cho bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới Chúng ta cũng có một cái thông tin giống như là cái tài liệu này đến từ cái công ty tư vấn nổi tiếng Boston Consultant. Thì Boston Consultant nói đó là ước tính thì crypto sẽ đạt được 1 tỷ người dùng vào năm 2030. Thì làm sao mà họ có cái ước tính này? Thì họ dựa vào cái đường mà chấp nhận internet trước đây thì họ thấy được là bây giờ đó web 3.0 crypto đó là đang đi cùng một xu hướng với lại internet trước đây và cứ như vậy đó thì sẽ có được 1 tỷ người dùng vào năm 2030 và nơi nào sẽ là nơi dẫn đầu thì họ nói là Bắc Mỹ bây giờ đã là khu vực mà có nhiều người đầu tư crypto nhất với cái số lượng đầu tư trung bình rất là cao là 18.000 đô cho mỗi một người mà đang đầu tư trong khi châu Phi đó là nơi mà được đầu tư ít nhất với cái số lượng trung bình là khoảng 190 đô mà thôi và thêm vào đó đó họ nói là hiện bây giờ chỉ có 0.3% tài sản cá nhân hiện được nắm giữ trong tài sản kỹ thuật số so với lại 25% trong cổ phiếu nói chung đó thì Boston Consulting à, nhìn thấy được là có một cái tương lai rất tốt cho thị trường crypto nếu như mà tiếp tục đi theo xu hướng của Internet và cái số lượng người mà đầu tư thực sự bây giờ vẫn còn rất thấp và cái số lượng tiền họ đầu tư cũng rất thấp luôn. Thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là thông tin liên quan tới Coinbase. Thì chúng ta cũng đã biết là Coinbase gần đây đó thì cũng đã gặp hai sự cố. Thứ nhất là họ có một cụ giám đốc đó đang bị bắt và bị cáo buộc cái tội là giao dịch thông tin nội bộ và điều thứ nhì đó là có chính cái token mà được liệt kê là chứng khoán ở trên sàn Coinbase Đương nhiên Coinbase nói là không có chuyện đó Họ đã xem kỹ chính cái token này và không nghĩ nó là chứng khoán Nhưng mà đó không phải là điều thường muốn chia sẻ ở đây Điều mà thường cảm thấy là thú vị hơn đó Là tổng cộng SEC xem xét tới 25 token lận trong 25 token này họ chỉ nói là có chín cái token là chứng khoán mà thôi chứ không phải là tất cả điều này rất là quan trọng tại vì các bạn đã nhớ là mỗi lần mà phỏng vấn đó, thì ai cũng hỏi cái chủ tịch SEC là uh, có bao nhiêu đồng là chứng khoán đồng nào là chứng khoán thì uh, phải nói cho rõ và tại sao thì uh, lúc nào cũng vậy SEC nói là tất cả là chứng khoán ngoại trừ bitcoin ra tất cả đều khả năng là chứng khoán tất cả đều có khả năng là chứng khoán nhưng mà cuối cùng Họ xem 25 token trong cuộc điều tra này Họ không phải là xem hết Nhưng mà trong 25 token này họ chỉ nói là có 9 token là chứng khoán thôi Thì 9 so với 25 thì con số này đã thấp hơn rất là nhiều Có nghĩa là hoàn toàn ngược lại với những lời phát biểu của họ là phần lớn là chứng khoán Phần lớn không phải là chứng khoán Chỉ dựa vào cái điểm này thôi Đã thấy được là SEC đã có nhiều mâu thuẫn Và cũng là điểm tốt Chúng ta thấy được là ít ra họ xem 25 token mà họ chỉ dám nói 9 trong 25 là chứng khoán mà thôi yo yo i'm like an addict do i gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it fuse like a magnet lose won't have it till i'm doomed in a casket i ain't playing got